Xin chào các bạn. Thông thường mà mỗi khi máy tính chạy hệ điều hành Windows mà gặp lỗi do virus hay là do một vài cái nguyên nhân khác á, thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt lại Windows. Và cài đặt lại Windows thì nó có rất là nhiều cách. Cách đơn giản nhất là các bạn sử dụng một chiếc USB có chứa cái bản cài đặt và mình tiến hành format lại cái phân vùng chứa Windows và mình bắt đầu cài đặt lại Windows cho máy tính. Tuy nhiên, nếu mà sử dụng chip Intel á thì các bạn làm cái điều này rất là dễ dàng, không có gì phải phức tạp. Nhưng mà nếu cái laptop của các bạn như là cái chiếc Lenovo Yoga của mình nè. Cái chiếc này thì nó sử dụng chip của Qualcomm nha các bạn. Đây mình sẽ mở thử cho bạn xem nè. Qualcomm Snapdragon 850. Và cái Windows của nó là Windows 10 Home. Tuy nhiên, đây là cái bản Windows chạy trên cái nền tảng di động, tức là ARM, chứ không phải là Windows thông thường chạy trên chip Intel. Do đó, khi các bạn cài đặt lại, nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đây các bạn, nó sử dụng chip đồ họa Adreno 630 nè. Do đó, trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác để phục hồi lại hệ điều hành Windows của mình trong trường hợp mà laptop hay là máy tính gặp lỗi. Và tất nhiên để làm được điều này á thì máy tính của các bạn phải là một cái máy tính nó có một cái phân vùng recovery. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là bấm chuột phải vào biểu tượng My Computer nè, các bạn chọn cái mục là My Name nè đó. Sau đó các bạn chờ tí xíu, cái máy nó hơi chậm một tí đó. Sau đó các bạn vào cái mục Disk Management nè, để mình xem cái ổ đĩa này. Ở đây thì cái laptop này nó chỉ có một ổ đĩa duy nhất, dung lượng là 128 GB thôi. Và nó có ba cái phân vùng. Một cái phân vùng là chứa cái chuẩn FI nè, là của đĩa cứng nè. Một phân vùng là chứa Windows nè. Và một phân vùng còn lại, các bạn thấy không? Nó có tên là Recovery nè. Đó. Đây chính là cái phân vùng mà chứa cái thông tin để giúp cho các bạn phục hồi lại Windows trong trường hợp mà hệ điều hành này bị lỗi do virus hay là do một vài nguyên nhân nào đó. Và tất nhiên chỉ những máy nào mà nó có được bán kèm với hệ điều hành Windows bản quyền á, khi các bạn mua thì nó mới có sẵn cái này. Còn không thì các bạn phải tự tạo. Và tất nhiên việc tạo phân vùng này thì nó cũng rất là rườm rà. Mình sẽ giới thiệu trong các clip sau nha. Rồi, quay trở lại với chủ đề chính của clip này. Đó chính là hướng dẫn các bạn cách cài đặt lại Windows một cách nhanh chóng, tức là khôi phục lại toàn bộ cái cài đặt gốc cho hệ điều hành Windows 10, Windows 11. Đây là mình đang sử dụng Windows 10 nhé các bạn. Các bạn có thể vào cái phần setting nè. Hoặc đơn giản nhất là các bạn nhấn cái phím Windows R đi để mình mở cái hộp thoại run lên nè. Sau đó các bạn gõ cái chữ là Win nè. Vệt tức là vệt xong đó, rồi các bạn nhấn Enter. Đó, đây là cái phiên bản Windows 10 đang chạy cho chiếc laptop này. Và nếu laptop hoặc là máy tính của bạn đã có sẵn phân vùng recovery như mình đã trình bày á, thì các bạn chỉ việc phục hồi nó bằng cách là các bạn vào Start nè, sau đó các bạn chọn Setting nè, hoặc là các bạn có thể sử dụng có tổ hợp phím là Windows Y ngắn nha, Windows Y ngắn nè, các bạn vẫn mở được nè. Sau đó các bạn chọn cho mình cái mục có tên là Update and Security nè. Đó, tiếp đó các bạn vào cái mục Recovery bên trái nè, nhấn vào đây. Ở bên phải các bạn sẽ thấy nè, Reset Disk PC nè. Đó, và các bạn nhấn vào cái mục là Get Started nè. Get Started chứ. Đây cái nút này các bạn, nhấn vào đây. Đó, đây nó sẽ đưa ra hai lựa chọn cho các bạn. Keep My File, tức là giữ lại tất cả các tập tin hiện có trên laptop, hoặc là Remove Everything, tức là xóa tất cả luôn. Trong trường hợp này thì mình không muốn giữ lại nha, mình sẽ xóa luôn. Và các bạn lưu ý là trong cái quá trình thao tác á, các bạn nên cắm nguồn cho laptop để cho nó đảm bảo được cái quá trình công việc mà nó không có bị gián đoạn nha các bạn. Mà nếu các bạn mà pin dưới 50, hình như mình nghĩ là nó cũng không có cho các bạn thực hiện thao tác này đâu. Các bạn phải cắm bộ sạc vào. Ở đây tiếp tục Cloud Download, tức là nó sẽ tải những cái ứng dụng hay là những cái tập tin từ cái máy chủ nè,
của Microsoft hay sao á để nó cài đặt lại Windows. Còn không thì các bạn có thể cài đặt local, tức là sử dụng cái phân vùng recovery mà nói đó. Như vậy tại đây nếu mà các bạn không có phân vùng recovery á, các bạn cũng có thể sử dụng tính năng này, tức là khỏi cần phải tạo phân vùng recovery, mà lúc này nó sẽ tự động nó download tất cả các thông tin liên quan từ máy chủ của Microsoft để nó tiến hành reset cái máy tính của các bạn rất là tiện lợi luôn. Ở đây do mình đã có phân vùng recovery, mình sẽ chọn là local reinstall, sau đó mình sẽ nhấn next và các bạn chỉ việc chờ thôi, chờ cho cái quá trình này nó diễn ra. Nó nói là có thể là mất nhiều thời gian đó. Rồi ở đây các bạn được cảnh báo nè, nó sẽ gỡ bỏ tất cả các thông tin cá nhân nè, và tài khoản có trên máy tính này luôn nè, rồi tất cả các thiết lập nè, rồi tất cả các ứng dụng và chương trình nè, và nó cài đặt lại Windows từ cái thiết bị này, tức là nó sử dụng cái phân vùng recovery nó cài lại đó. Và điều này sẽ làm cho máy tính của bạn khởi động lại nè. Đương nhiên mình phải khởi động lại thôi, bạn nhấn reset. Rồi các bạn chỉ việc chờ cho quá trình này nó hoàn tất thôi, rất là đơn giản. Cái quá trình này nó có thể là chiếm khá lâu nha các bạn, các bạn có thể mất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ á. Lúc này thì máy tính sẽ bắt đầu tiến hành khởi động lại và nó sẽ thực hiện cái thao tác là chép tất cả các tập tin cần thiết vào cái ổ đĩa để bắt đầu nó cài đặt lại Windows. Và các bạn chỉ việc ngồi chờ thôi. Ở đây nó đang 1% nha các bạn. Cứ lên đúng 100%, khởi động nó thêm một lần nữa là các bạn sẽ vào được Windows thôi. Rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Đến đây thì quá trình khôi phục lại Windows đã gần hoàn tất nè các bạn. Ở đây các bạn thấy tiếng Nhật nè. Lý do đây là một cái chiếc laptop của thị trường nội địa Nhật Bản. Các bạn thấy không? Bàn phím nó có tiếng Nhật nè. Với tiếng Nhật thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ chọn thoải mái đi. Sau đó mình vào cái Windows được thì mình vào cái phần setting, mình thiết lập lại tiếng Anh thôi, không có gì phức tạp cả. Rồi, như vậy là quá trình thiết lập Windows 10 cho máy tính đã hoàn tất các bạn. Và tại đây thì các bạn chỉ việc tiến hành thiết lập lại các tùy chọn trước khi sử dụng thôi. Ở đây là cái laptop của Nhật, cho nên các bạn sẽ thấy hoàn toàn là tiếng Nhật nè. Đây mình sẽ thử xem coi là cái giao diện tiếng Anh nó nằm ở đâu nhé các bạn. Đây trong trường hợp các bạn không có phân biệt được ngôn ngữ nào hết chứ, toàn là tiếng Nhật không à, thì các bạn cứ chọn đại thôi. Sau đó mình cứ thiết lập. Rồi sau khi vào được Windows á thì mình bắt đầu mình đổi lại thành tiếng Anh. Rất là đơn giản thôi. Đây các bạn cũng không cần kết nối wifi luôn để nó đỡ mất cái thời gian của mình. Khi các bạn kết nối wifi nó tự động nó tải xuống các cập nhật rồi đủ thứ hầm bà lằng, nó sẽ làm cho quá trình thiết lập này trở nên lâu hơn. Mình đặt đại cái tên nhé các bạn, admin đi, mật khẩu mình không đặt luôn cho nó nhanh. Rồi các bạn cứ thế mà thiết lập thôi, rất là tiện lợi. Rồi như vậy là hoàn tất. Và sẵn đây mình cũng hướng dẫn các bạn cách để thiết lập lại giao diện tiếng Anh nha. Đây toàn là tiếng Nhật không nha các bạn. Này các bạn vào Start menu nè, toàn bộ là tiếng Nhật thôi. Các bạn vào cái phần setting nè, sau đó các bạn tìm đến cái mục này, các bạn nó có hình chữ A nè, nó sẽ có cái biểu tượng ngôn ngữ nè. Ở đây các bạn chọn cái chữ A cái này cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ thấy cái khung chọn ngôn ngữ nè, tất nhiên nó chỉ có tiếng Nhật thôi, nó không có tiếng Anh đâu. Các bạn phải thêm nó bằng cách nhấn vào dấu cộng nè. Rồi ở đây nó có rất là nhiều kiểu tiếng Anh cho các bạn chọn nè. Và ở đây mình sẽ chọn tiếng Anh theo kiểu Mỹ nha các bạn. Đây, tiếng liệt United States nè. Đó. Rồi các bạn nhấn vào cái nút này nè để xác nhận. Nó cảnh báo gì đó thì các bạn cứ nhấn hết đi. Rồi, như vậy lúc này cái tiếng Anh vẫn nằm dưới các bạn, tiếng Nhật nằm trên nè. Các bạn nhấn vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào mũi tên đi xuống nè để cho nó đi xuống dưới. Lúc này cái tiếng Anh nó nằm trên nè. Rồi đó, các bạn có thể nhấn vào nút này để mình thiết lập thử, không được thì các bạn nhấn vào nút kế bên. Vậy thôi, nó chỉ có hai nút mà. Đây nè,
nút kế bên là nút remove. Rồi như vậy ở trên đây nè, các bạn sẽ có thể chọn được tiếng Anh là nè, đó, tiếng Việt Unistay nè, rồi nhấn vào nút này và chờ một tí cho nó thiết lập lại. Rồi như vậy là mình đã có tiếng Anh hoàn toàn nha các bạn. Các bạn chờ tí xíu cho nó load lại giao diện đó, recycle bin nè, đó, toàn bộ là tiếng Anh hết rồi nè. Và đây setting đó, tất cả đều là tiếng Anh, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Rồi như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách để khôi phục lại cài đặt cho Windows 10 trên laptop sử dụng chip Snapdragon 850, tức là laptop chạy hệ điều hành Windows mà phiên bản ARM nha các bạn. Tất nhiên các bạn có thể áp dụng cho các máy tính sử dụng phiên bản Intel cũng được được luôn. Và nếu thấy video clip này hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.